thứ nữa là loại kém. Chúng tôi nhào nhào xin đăng ký lại, toàn khá và giỏi. Anh hỏi, các đồng chí có dám đăng ký và quyết tâm bắn đạn với lời hứa không? Nếu dám, tôi sẽ lên đăng ký lại và phải chịu trách nhiệm trước thành tích của đơn vị. Chúng tôi xin đăng ký và xin chịu trách nhiệm về lời hứa của mình. 12 người đăng ký loại giỏi, còn lại toàn loại khá. Chiều hôm đó chúng tôi vui lắm, tập nhiệt tình và tự giác hơn. Những lúc nghỉ giải lao, anh Sướng tranh thủ giảng thêm về lý thuyết và truyền đạt lại kinh nghiệm khi bắn đạn thật. Yếu tố tâm lý cũng rất quan trọng. Điều cơ bản là thật bình tĩnh, không có điều gì phải lo sợ cả. Với thực tế qua kiểm tra trên kính ngắm, anh tin chúng tôi sẽ thực hiện được lời hứa trước đơn vị. Về chúng tôi thì toàn thằng thuộc loại không biết sợ, thì chuyện bắn đạn thật cũng chẳng phải là cái gì ghê gớm cả, dù chưa từng bắn súng bao giờ. Làm gì tới mức như mọi người nói, có anh lính lên bệ ngắm bắn, sợ quá đái ướt cả quần, và bệ bắn. Hôm sau, chúng tôi tập hăng hái hơn, không cần phải thúc ép dục giả, lần lượt thay nhau tập không nghỉ. Tâm lý thoải mái hơn trong quan hệ giữa cán bộ và chiến sĩ cũng là phần thúc đẩy lính chúng tôi tự giác tập. Ngày thứ 6, chúng tôi chuẩn bị cho hôm sau đi bắn đạn thật. Không tập tành gì nữa, ăn uống, nghỉ ngơi, tắm rửa và học chính trị, quán triệt nhiệm vụ và nội quy trường bắn. Tối đó, anh em đi ngủ sớm, sáng mai dậy sớm đi về trường bắn của trung đoàn. C-18 chúng tôi bắn thứ 2 sau C-17, cũng rất nhanh. 10 người một lượt lên bệ bắn, thực hiện đội quy trường bắn rất tốt. Thành tích C-18 đạt được trên mức đã đăng ký nhiều, ai cũng phấn khởi. Cán bộ khung thực sự vui khi thấy kết quả của chúng tôi nói thay cho thành tích của họ. Riêng nhóm bị kỷ luật của chúng tôi thành tích trên mức đăng ký. 15 người đạt loại giỏi, 5 người đạt loại khá, với số điểm sát nút loại giỏi. Tôi bắn đạt 28 điểm. Sau mấy ngày học chính trị, chúng tôi lại chuyển qua tập bắn bài 2 với 12 viên đạn và 6 loạt điểm xạ, 3 loại đầu nằm tại bệ bắn, 3 loạt sau vận động ở cự ly 200 m. Chỉ cần bắn trúng bia là được tính điểm. 3 loạt đầu phải bắn trúng bia ít nhất 1 viên, nếu trượt coi như không hoàn thành nhiệm vụ, không được tiếp tục vận động bắn khi bia hiện lên. Một điều nữa và cũng rất quan trọng là bắn phải liên thanh 2 hoặc 3 viên một lần, không được tắc cú 1 viên. Khi ta vận động bia sẽ ẩn đi, khi xuất hiện trở lại là phải lập tức quỳ xuống bắn. Bài tập này tương đối khó nhưng rất cần cho bộ binh trên chiến trường. Đây là chuyện hàng ngày của lính chiến đấu.